Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây này nó đến từ thương hiệu của Maruyama Bit Em và nó có cái tên riêng là CZCN26DT. Cây CZCN26DT này nó có cái nòng là 34 ly nha các bạn. Nòng 34 ly và dung tích xi lanh đó là 26cc. Nó có những cái tính năng rất là ưu việt các bạn. Bô lửa nó có lỗ hút khí ha, nó làm mát bô. Cây kế tiếp là nòng nó có cánh giải nhiệt rất là to ha, để nó giải nhiệt cho mát máy. Cây kế tiếp nữa là cái bánh chớn của nó đó, có những cái cánh quạt rất là to ha, để nó quạt gió nhiều cho giải nhiệt cái máy ha. Cây kế tiếp nữa là nó có một cái chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực mới chát luôn các bạn. Kế tiếp nữa là nó mang một cái chế quạt khí quanh rồ ha, dòng máy nắp xăng kính nó có lỗ thông hơi riêng nha các bạn, nắp xăng rất là đã luôn ha, có ròn đẹp rất là ngon ha. Lắp xăng kính nó có lỗ thông hơi riêng ở đây các bạn, lên lỗ thông hơi ở đây ha, để cân bằng áp suất khí trời để cho cái chế quạt khí nó hoạt động tốt hơn ha. Đây, chế quạt khí của nó là chế quạt khí quanh rồ nha các bạn. Và cái dòng máy này thì cái bô e của nó là nó làm rất là kỹ lưỡng các bạn, vừa đẹp ha, vừa đẹp vừa kín đáo, rất là ngon, các bạn quan sát xem ha. Bộ lửa của nó, bộ e của nó đây, rất là đẹp, rất là kín đáo, rất là đẹp luôn, rất là lịch sự ha. Cái ròn đệm của nó rất là ngon ha, mình để vô cho. Rất là lịch sự luôn, nó lọc gió kỹ thì ở các cái vùng mà bị cát ha, bụi cát thì cái máy mình nó đỡ có bị lọt cát vô trong lòng ha các bạn. Lọt cát vô trong lòng thì rất là nguy hiểm ha, nó làm cho lòng mau chống mòn ha, các chi tiết trong máy nó chống mòn, cho nên nó cái lọc gió này thì đối với những vùng đất mà có nhiều bụi thì nó rất là hữu hiệu nha các bạn. Ở dưới lốc này nè, ở phía trong này nha, nó có mét in xa băng nha. Ở đây nó có những cái lưới trắng này, mình không có thấy được ha, các bạn về trải nghiệm biết thấy liền ha. Ở đây mình quay ghi hình cho các bạn thì rất là khó thấy, các bạn nhìn xem rất là mới nha, rất là mới đẹp xuất sắc luôn. Về phía bô lửa nó là phía trên này là nó mạ kẽm nha các bạn, ở phía dưới này là bô inox nha, bô inox nó lên cái màu đen nhưng mà nó bền vô địch luôn ha, rất là bền. Nó có lỗ hút khí đây các bạn, nó có hai cái lỗ hút khí đây, tum rời cần lá tím rất là đẹp luôn. Cái đệm hông của nó là rất là đã luôn ha, đệm hông móc dây đeo đây ha, rất là đẹp, cùm nó đây, tay nắm phía trái nè, rất là êm luôn, chống ra mồ hôi ha, rất là êm luôn. Phía phải đây, tay ga của nó đây các bạn, nó là một cái tay ga bóp ha, tay ga bóp có ghim ga đây ha, này ghim ga nè, ghim cái mức độ mà mình muốn mình bóp lớn nhỏ thì mình ghim tùy theo cái mức độ mình muốn cắt cỏ mà chạy máy hết ga thì mình kéo về hướng này ha, còn nếu mà mình muốn chạy bóp mỗi lần bóp ga thì nó 50% thì mình dời lên ha, vậy là mình bóp 50%. Còn nếu các bạn muốn sử dụng bằng cái tay ga này là tay ga chết nha, thì các bạn lấy dây và các bạn cố định cái càng này lại thì nó như một cái gậy tay gà chết ha,
mình chỉnh cái này thì nó lớn nhỏ tùy thích. Và đây nó cũng có tích hợp luôn cái công tắc ở đây các bạn. Công tắc ở đây ha. Tay ga bóp rất là đỉnh đạt luôn. Cần láp tím rất là đẹp ha. Đây, các bạn quan sát xem. Cái máy rất là mới luôn ha. Maruyama Beat M nha các bạn. Đây. Tên của nó đây. Như là cần láp nó cũng có Maruyama Beat M. Có tem Eco nữa. Tem Eco này là tiết kiệm ha. Tại vì dòng máy này thì cực kỳ tiết kiệm xăng nha các bạn. Do mình cũng quên giới thiệu các bạn nha. Cái máy này là bích tông nó có khe chứa chất nhờn nha các bạn. Do đó nó rất là trơn ha. Nó di chuyển ở trong cái nòng silen đó nó rất là trơn. Và nó có tích lũy một số chất nhờn để khi mình tăng tốc đó là chất nhờn nó rỉ ra ha. Nó làm trơn cái máy. Do đó là cái máy chạy rất là khỏe mà ít ăn xăng nha các bạn. Và hạn chế tối đa cái việc chín nòng. Cái máy rất là đỉnh luôn các bạn. Nó thiết kế rất là hay ha. Ở đây chẳng cỏ đây ha. Cùi của nó đây. Cùi nó có trong dinh cỏ ha. Trong dinh cỏ rất là khích nè. Các bạn còn nghe. Đấy. Đó nó còn nghe rẹt rẹt ra một tí. Đó, nó trong dinh cỏ rất là khích luôn. Và ở đây nó có chống mài mòn luôn các bạn. Chống mài mòn rất là đã luôn. Bằng thép. Máy rất là ngon nha, chuẩn luôn. À, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Made in Sabang ở trong lốc nha các bạn. À, đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng đóng e gió bằng sắt là rất là bền thấy các bạn. Rồi mình bơm xăng đóng e thì mình khởi động nó sạc lên một tiếng thì mình mở e ra mình giật tiếp thì nó sẽ nổ nha các bạn. Còn nếu trường hợp mà nó chạy nó không tắt thì mình cũng mở e ra ha. Mình lên ga là nó sẽ chạy luôn. Còn nếu mà nó đã nổ rồi, nó đã lên xăng rồi thì các bạn giật thì nó nổ thôi, khỏi cần phải đóng e nữa nha. Rồi để mình nổ cho các bạn xem. Kéo hơi nè ha, hơi rất là dữ luôn. Hơi nó rất là dữ ha, nổ nha. Rất là êm, rất là ấm luôn các bạn, rất là đầm ấm luôn ha. Này rất là dữ luôn. Rất là trầm ấm luôn. Máy rất là đỉnh luôn các bạn. Rất là trơn luôn. Rồi mình tắt nha các bạn. Mạng rất là trơn luôn ha. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Maruyama ZCN26DT đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào lại các bạn với các video sau nha.
Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nhé.